Spanya. I'm 11 years old. I'm in grade 5 at Chongguan Primary School. My hobby is reading comic book, and I want to pass question number 10. That's nice. Thank you. Bye, mom. Con bọn Tiểu Tha trải qua được hết 10 câu hỏi của chương trình. Bây giờ cô sẽ giải thích một chút về cuộc chơi. Em có 30 giây để đọc câu hỏi và trả lời. Có 3 mức quan trọng đó là 3, 6 và 10. Trả lời đúng câu hỏi số 3, em sẽ được 100.000 đồng. Trả lời đúng câu hỏi số 6, em sẽ được 300.000 đồng. Và cuối cùng là câu hỏi số 10, trả thưởng sẽ là 1 triệu đồng. Nếu như em trả lời được câu số 6 và kể từ câu số 7 trở đi, em bắt đầu có sự lựa chọn nữa là dừng lại cuộc chơi. Em có tất cả là 2 quyền trợ giúp tính hết là 50. Chương trình sẽ loại bỏ 2 câu trả lời sai cho em. Và thứ hai là hỏi người đi cùng. Em sẽ có 30 giây để vừa hỏi và vừa trả lời. Em đã hiểu chưa? Chúng ta bắt đầu. Seven hundred million. A 7, B 8, C 9, or D 10.
ngày xưa. Biển Đông. Câu số 8. Trả lời đúng câu số 8, em sẽ được phần thưởng là 500.000 đồng. If you freeze water, you get A. Water, B. Ice, C. Steam, or D. Glass. Người tham gia tác hôm nay là mẹ bạn em đã đến với số điện thoại là